Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Vì sự tăng động ngoài dự kiến của nhím Uiza mà bảng chữ B đã bị bay màu. Đã quá Pepsi ơi. Bong bóng trái tim xanh tượng trưng cho những tình cảm đáng yêu trong lành phút đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mỗi bạn một bong bóng để mạnh dạn bày tỏ tình cảm với nhân vật khiến bạn ấn tượng nhất. Cố quang lửa. Cố quang lửa xứng đáng có được rất nhiều tình cảm và sự yêu thương của nhiều người, bởi vì đây là một giọng hát phải nói là trên cả tuyệt vời. Đem lại cho người nghe, mặc dù mình không có nghe trực tiếp ở ngoài hiện trường mà mình vẫn có rất nhiều cảm xúc với bài hát này. Mình đoán được là ai, nhưng mà mình nghĩ là đây chỉ là một chút tình cảm mình gửi đến cho Phượng Hoàng Lửa thôi. Chứ mình cũng không nghĩ là sẽ làm gì với nó, chỉ là mình gửi đến một chút yêu thương, một chút tôn trọng, respect, đơn giản vậy thôi. Phượng Hoàng Lửa ơi, hy vọng là có thời gian mình chơi với bạn. Bạn cho mình chút lửa để mình sẽ trở thành nhím lửa. Trong một khu rừng chỉ có thể hai món để lựa chọn, nhím sẽ chọn A táo, B nho. 14 tháng 2 nhím muốn được người yêu mình tặng gì nhất? A sô cô la, B hoa. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Vì sự tăng động ngoài dự kiến của nhím Uiza mà bảng chữ B đã bị bay màu. Bảng màu trắng trơn chính là bảng chữ B đó ạ. Mong các khán giả thân yêu bỏ qua cho nhím Uiza nhà The Mask Singer Việt Nam và dành nhiều sự chú tâm hơn để nắm bắt được những điều nhím nói nha. Trong cuộc đời, với nhím muốn điều gì bất ngờ và đặc biệt đến với mình? A. Trúng số độc đắc, B. Lá thư tay của người yêu. Nhím thích nhất buổi nào trong ngày? A. Ban ngày, B. Ban đêm. Nhím đã từng bỏ lỡ điều gì trong cuộc đời của mình? A. Tình yêu tuổi 17, B. Quên mua chiếc túi sách vừa thấy ở siêu thị. Tự hào nhất về bản thân là A. Tự chữa lành cho mình sau những tổn thương trong thời gian ngắn nhất, B. Bảo vệ người khác. Đi đâu để giải tỏa nỗi buồn? A. Đi ra biển ngắm trăng thanh gió mát, B. Đi về nhà với ba mẹ. Khi được tặng một món quà giấu tên, nhím sẽ A. Truy tìm được người tặng bằng mọi cách, B. Post lên trang cá nhân và cảm ơn người nào đó. Nhím đã từng làm điều gì có lỗi với bản thân? A. Yêu quá nhiều quên mất mình, B. Vùi đầu vào công việc quên những mối quan hệ xung quanh. Nếu được nói cảm ơn, nhím sẽ A. Cảm ơn người yêu cũ đã để lại bài học quá sâu sắc, B. Cảm ơn anh tài xế hôm qua đã chở đến tận nhà dù xe bị hư, mưa rất to và điện thoại hết pin. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion.